Sếp ơi sếp, dạo này em buồn quá, em định làm mẹ đơn thân này. Tại sao? Tình hình mà em nghĩ là chồng có bồ. Đâu, mày thử nói chị nghe xem nào. Dạo này vợ chồng chẳng gần gũi được nữa, mà em thấy là lão lại xa cách em nữa. Nhưng mà em đã tìm hiểu kỹ chưa? Ví dụ như nha, có thể là đợt này là chồng em nó đang bị một cái áp lực gì đấy về công việc này. Hay là, thế bây giờ chị hỏi nhá, trước đây thì điện thoại của chồng em có mật khẩu không? Nhưng mà em có vào được không? Em vào được. Thế còn bây giờ? Bây giờ thì lúc nào nó cũng cầm điện thoại. Còn nó có khi nào nó ngồi mà nó cứ cầm cái điện thoại nó cười tủm tỉm không? Chắc chắn là có. Chị nghĩ rằng là khi mà em trao đổi với chị như thế này thì một phần nào đấy thì chị cũng thấy rằng là em đã nắm được một số việc rồi. Thế bao nhiêu lâu rồi hai vợ chồng không gần nhau? Cái này phải gần 2 tháng rồi. 2 tháng? Chồng em năm nay bao tuổi? Cũng 40 thôi, chưa đến 40. Tầm tuổi chị không? Đúng rồi. Mà tầm tuổi chị mà 2 tháng mà chưa ấy thì là cũng cũng có vấn đề. Thế thì ngoài cái việc đấy thì em có thấy nó điệu đà hoặc là cái tiền 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 kinh tế thì bây giờ thì như nào? Hai đứa có công khai minh bạch với nhau hay là có hỗ trợ nhau cái gì không? Kinh tế thì vẫn hỗ trợ nhau, về con cái vẫn hỗ trợ nhau, nhưng mà còn cái khoản riêng thì em không được biết nữa. Trước đây Trước đây thì làm việc gì cũng sẽ chia sẻ với nhau, còn hiện tại bây giờ thì giống như em cảm giác như hai đứa có cuộc sống riêng của nhau rồi, cuộc sống riêng bên ngoài. em đã thử nói chuyện thẳng thắn với nó một lần chưa? Em đã từng cố gắng, nhưng mà mỗi lần khi về nhà ngồi nói chuyện với nhau thì nói đến câu thứ hai là bắt đầu cãi nhau, là khúc mắc với nhau. Thế thì chị nghĩ là đến có thể là khi mà em trao đổi với chị như này thì chị đã nắm được phần nào là chồng em có rồi. Vì bản thân chị đã là người trải trải qua cái cảm giác đấy. Ngày hôm nay thì giọng chị hơi khản. Thế nhưng mà vì là chị thấy mày buồn, mày ngồi từ sáng đến giờ thôi, ta sẽ chia sẻ với mày. Đầu tiên chị nghĩ là em nên đối diện trước đi. Em nói thẳng luôn. Em bảo anh, em đến với anh, chúng ta có con với nhau và cũng không còn không phải là mới nữa. Thì khi em đến với anh một cách rõ ràng bằng tất cả những trái tim thì khi chúng ta kết thúc anh hãy cho em biết được sự thật. Còn anh làm gì thì em cũng đã nắm được hết rồi. Khi mà em đã phát hiện ra được cái điều đấy rồi thì bản thân em bây giờ đang muốn gì? Hiện tại thì chắc chắn anh cũng muốn là gia đình em hạnh phúc, con có cha, có mẹ đầy đủ. Nếu mà để làm mẹ đơn thân thì có thể được, có thể mình sẽ làm được, nhưng mà cái vấn đề là con mình sẽ khổ. Điều này thì đây là với cái quan điểm cá nhân của chị nhá. Là bản thân mình mà không hạnh phúc thì mình không thể mang được hạnh phúc cho ai cả. Đến chị đây là người từng thất bại trong hôn nhân. Chính vì chị thất bại thì chị mới có cái để chia sẻ với em. Chị thất bại những 2 lần. Còn lần này thì chị không biết là chị thành công hay chị thất bại nhá. Nhưng hiện tại lần này thì chị đang cảm thấy là chị bình yên. Chị cho em một câu này này. Hiện tại bây giờ thì em cũng đang làm ở vị trí khá là cao trong công ty. Mức lương của em thì khá là ổn định. Chị nghĩ rằng là hai mẹ con em có thể sống một cách thoải mái. Tuy nhiên rằng là sao? Hãy thử một lần đối diện thẳng với chồng và nói thẳng cái vấn đề ra xem là có nên tha thứ hay không. Thế nhưng mà với cái quan điểm cá nhân của chị thì dù bất kỳ lý do gì mình cũng có thể chịu được, khổ mình chịu được, nhưng sự phản bội là không. Vì chị đã từng tha thứ cho sự phản bội đến 2 lần và kết quả chị nhận lại vẫn sẽ là một lần thứ ba nữa phản bội. Em nên cho nhau một quãng thời gian là giãn cho nhau một chút. Và điều này thì chị nghĩ rằng là chưa cần phải nói với bố mẹ hai bên, đừng làm ông bà phải suy nghĩ, phải đau đầu. Thế thì khi mình phát hiện ra mà chồng mình có bồ ấy thì là cuộc hôn nhân của chúng ta nên dừng lại. Vì nếu như hạnh phúc với người thứ hai thì sẽ có người thứ ba. Có thể là một số anh bao biện rằng đàn ông có bồ chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng đồng ý rằng là cái câu chuyện đàn ông là người ta phải giải quyết nhu cầu sinh lý. Thế nhưng người ta có thể dùng tiền để người ta sản. Chứ không phải câu chuyện ở đây là bồ bịch, cặp với nhau là yêu nhau rồi. Rồi, cho nghỉ xả hơi, thích đi chơi tối nay cho đi nhậu. Nghỉ xả hơi mấy hôm, rồi đi làm lại cái tóc. Đi đi, đi. Tao cho ứng lương mấy tháng đi lên qua chị Mai, độ lại quả loa. Rồi cứ lượn lờ thật đẹp trước mặt nó, nhưng hiện tại bây giờ hãy tạm thời hoặc là về nhà chị ở. Và cho nó biết luôn là em đang ở đây. Nhà chị có thiếu phòng đâu. Cho nó biết luôn là đây, đưa cả con sang đây. Và chúng ta tạm thời giãn nhau ra một thời gian. Và trong khoảng thời gian này phải thật xinh đẹp đó chị. Nhưng tuyệt đối nha, không có được siêu lòng. Còn thời gian nếu nó thực sự muốn quay đầu vì em, vì các con thì có thể cho nó một cơ hội. Nhưng không được tin tuyệt đối nữa. Đàn bà có thể tha thứ nhưng tuyệt đối không bao giờ được quên. Nhớ điều này.